children, welcome back to our lesson today. I'm so happy to see you. Xin chào tất cả các bạn. Cô rất vui khi lại được đồng hành với các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Are you ready to start the lesson now? Good job. Now, here we go. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bắt đầu bài học ngay bây giờ chưa? Rất tốt. Mình cùng vào bài nha. Our lesson today is about Unit 11, Something New to Watch, Lesson 1 and Lesson 2. Ngày hôm nay, các bạn sẽ bước sang bài học số 11, tiết học số 1 và tiết học số 2. First of all, I want you to learn some new words. The first part, listen, point and repeat. Và bây giờ, cô và các bạn sẽ cùng nhau học một số từ vựng mới trong bài học này. Các bạn hãy lắng nghe, chỉ từ và lặp lại nha. Now, let's listen. Listening 96. Listen and point. Cartoon. Phim hoạt hình. The news. Tin thời sự. Documentary. Phim tài liệu. Channel. Kênh truyền hình. Advertisement. Quảng cáo. Remote control. Điều khiển từ xa. TV show. Chương trình truyền hình. Cell phone. Điện thoại di động. Listen and repeat. Các bạn hãy lặp lại. Cartoon. The news. Documentary. Channel. Advertisement. Remote control. TV show. Cell phone. Okay, one more time. Listen and repeat after me, please. Một lần nữa, các bạn hãy lắng nghe và cùng lặp lại theo cô để chúng ta nhớ những từ vựng mới này nha. Cartoon. The news. Documentary. Channel. Advertisement. Remote control. TV show. Cell phone. Good job, children. Các bạn đọc rất tốt. And now, we move on to the next part. Listen and read. Và bây giờ, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Lắng nghe và đọc hiểu. Today, you will learn a new story. Before listening to the story, please tell me, how many people are there in the story? Hôm nay các bạn sẽ được học một câu chuyện mới. Nhưng trước khi chúng ta nghe câu chuyện, các bạn hãy cho cô biết trong câu chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu nhân vật nào? How many? Okay, 5 people. Aunt, Leo, Emmy, Holly and Max. Câu chuyện hôm nay của chúng ta có 5 nhân vật, dì và 4 bạn nhỏ. Now, let's listen. Listening 97. Listen and read. Why are you arguing? Please give me the remote control. I turned on the TV to watch the basketball game, but Max turned it off to play a video game. Well, my favorite show is on now. Can I watch it, please? I want to watch it too! Let's find something new to watch. How about this new DVD? What is it? Put it on, then you'll see. It's the DVD of our vacation! Wow! Thanks. This is much better than playing a video game. And it's much better than arguing. Okay, did you listen clearly? Các bạn đã nghe bài rõ chưa? Now, I have some questions to check your comprehension. Và bây giờ cô sẽ có một vài câu hỏi để giúp các bạn hiểu rõ hơn câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta nha.
The first question. What are they doing? Các bạn nhỏ đang làm gì? What do you think? Các bạn nghĩ sao? Okay. They are arguing. Các bạn nhỏ đang tranh cãi về một vấn đề gì đó. So, to know the reason why they are arguing, let's move on to the next question. Và bây giờ, để biết lý do vì sao các bạn nhỏ lại tranh cãi, chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo. What did Leo want to watch? Leo muốn xem cái gì? Can you guess? Tell me your answer, please. Các bạn hãy đoán và cho cô câu trả lời của các bạn nha. Okay. He wanted to watch the basketball game. Leo muốn xem một trận đấu bóng rổ. Okay. Now, the next question. Câu hỏi tiếp theo. What did Max want to do? Max muốn làm gì? What do you think? Các bạn nghĩ thế nào? Okay. He wanted to play a video game. Max thì lại muốn chơi trò chơi điện tử. They have their own favorite things. That is the reason why they are arguing. Các bạn nhỏ này có những sở thích khác nhau và đó là lý do vì sao các bạn lại cãi nhau đó các bạn. Now, we move on to the next question. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo nha. What did Anne suggest? Và cuối cùng, dì đã đề xuất các bạn nhỏ này nên làm gì vậy các bạn? Tell me your answer. Các bạn hãy cho cô câu trả lời nha. Okay. She suggested finding something new to watch, and it's a new DVD. Dì đã đề xuất các bạn nhỏ nên tìm một thứ mới lạ hơn để xem, và đó là một chiếc đĩa DVD mới. Okay. Now, the last question. Câu hỏi cuối cùng. What is the DVD of? Chiếc đĩa DVD nói về cái gì? What do you think? Okay. The DVD is of their vacation. Chiếc đĩa DVD ghi lại một kỳ nghỉ của các bạn nhỏ. Now, so far so good. Is it clear to you? Đến đây, các bạn đã hiểu rõ câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta chưa? Good job. Rất tốt. And now, we move on to the next lesson. Lesson 2. Grammar. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang tiết học số 2, ngữ pháp. Our grammar today is infinitive of purpose, or we call it to verb. Điểm ngữ pháp hôm nay của chúng ta đó là động từ nguyên mẫu chỉ mục đích, hoặc các bạn còn thường gọi nó là to verb. Okay? Two, goes with a base form. It becomes an infinitive. Khi to đi với một động từ nguyên mẫu, nó sẽ trở thành động từ nguyên mẫu chỉ mục đích. For example, to watch, to play. Cô có hai ví dụ. To đi với động từ nguyên mẫu watch sẽ trở thành một động từ nguyên mẫu chỉ mục đích to watch, và có nghĩa là để xem một cái gì đó. Hoặc to đi với động từ nguyên mẫu play sẽ trở thành động từ nguyên mẫu chỉ mục đích to play, mang nghĩa để chơi một cái gì đó. And now, please listen and repeat the examples. Các bạn hãy lắng nghe và cùng lặp lại mẫu ví dụ này nha. Listening 98. Listen and repeat. I turned on the TV to watch sports. Tôi mở TV lên để xem thể thao. He turned off the TV to play a video game. Anh ta tắt TV để chơi trò chơi điện tử. And now it's time for you to practice. We move on to the next part. Part 3, match and say.
Và bây giờ là lúc để các bạn luyện tập. Chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, nối và đọc lại câu. And the first sentence has been done for you. Và câu số 1 đã được làm mẫu cho các bạn. Number 1, E. Chúng ta nối câu 1 với câu E. Now please repeat after me. Các bạn hãy lặp lại theo cô. He played the CD to listen to music. Good job, rất tốt. Anh ta mở chiếc đĩa CD để nghe nhạc. And now, we will do the exercise together, okay? Và bây giờ, cô sẽ cùng với các bạn làm bài tập này. Number 2, we match it to. Và câu số 2, chúng ta sẽ nối nó với câu nào đây các bạn? Okay, number 2, D. Chúng ta nối câu 2 và câu D. Now, repeat after me. She watched a documentary to learn about animals. Great, rất tốt. Cô ấy đã xem một bộ phim tài liệu để học về các loài vật. And now, number 3. We match it to. Chúng ta sẽ nối với câu nào đây các bạn? Okay, number 3, B. Câu 3, B. Now, repeat. I turned on the TV to watch a cartoon. Good job. Giỏi lắm. Tôi mở TV lên để xem một bộ phim hoạt hình. And now, we move on to number 4. Chúng ta tiếp tục với câu số 4 nha. Number 4. We match it to which sentence? Chúng ta nối với câu nào đây các bạn? Okay. Number 4, A. Câu 4, A. Repeat after me, please. We use the computer to write emails. Well done. Chúng tôi sử dụng máy vi tính để viết thư. And the last sentence, number 5. Of course, we match it to sentences. Và câu 5 chắc chắn chúng ta sẽ nối nó với câu C rồi, đúng không các bạn? Now, repeat. I use my cell phone to speak to my friends. Very good. Tôi sử dụng điện thoại di động để nói chuyện với bạn bè của mình. You are well done. Các bạn đã làm bài rất tốt. And now, we move on to the next exercise. Và bây giờ, chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo. Read and number, then write. Đọc, điền số, sau đó viết từ. First, please look at the box. Listen and repeat after me. Đầu tiên, các bạn hãy nhìn vào khung từ, lắng nghe và lặp lại theo cô nha. To see. To show. To listen. To change. To take. Good job. Rất tốt. And now, we have 5 pictures and 5 sentences. You have to read the sentence, write the number, and then you choose a word to complete the sentence. Chúng ta có 5 bức hình và 5 câu bài tập. Các bạn cần phải đọc hiểu nội dung từng câu, điền số thích hợp vào hình tương ứng. Sau đó, các bạn sẽ chọn một từ điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Is it clear to you? Các bạn đã hiểu rõ cách làm bài chưa? Okay. Number 1 has been done for you. Câu số 1 đã được làm mẫu cho các bạn. On our vacation, we made the DVD to show on our family and friends back home. Vào kỳ nghỉ, chúng tôi đã ghi một chiếc đĩa DVD để khoe với tất cả người thân và bạn bè khi chúng tôi quay trở về nhà. Và câu số 1, chúng ta sẽ điền vào hình C. Okay, now it's your turn. Đã đến lượt các bạn, chúng ta cùng làm bài nào. Number 2. He looked in the newspaper. What was on TV?
Which picture is correct? Câu số 2 chúng ta sẽ điền vào hình nào đây các bạn? Okay. Number 2, A. Câu 2 chúng ta sẽ điền vào hình A. He looked in the newspaper to see what was on TV. Anh ta nhìn vào tờ báo để đọc xem những gì đã được chiếu trên TV. Good job, rất tốt. Now we move on to the next. Number 3. I don't have a camera, but I can use my cell phone. Photos. Which picture is correct, children? Chúng ta sẽ điền số 3 vào hình nào đây các bạn? Can you guess? Okay. Number 3. D. Câu số 3 chúng ta sẽ điền vào hình D. Và từ chúng ta chọn đó là to take. I don't have a camera, but I can use my cell phone to take photos. Tôi không có máy chụp ảnh, nhưng tôi có thể sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh. Very good. Rất tốt. Now, the next sentence. Câu tiếp theo. I don't like this show. Where's the remote control? The channel. What do you think? Chúng ta chọn hình nào đây các bạn? Okay. Number 4, E. Câu 4, E. I don't like this show. Where's the remote control to change the channel? Tôi không thích chương trình này đâu. Chiếc điều khiển từ xa đâu rồi để tôi đổi kênh khác nào? Very good. And the last one, câu cuối cùng. I have a new MP3 player to my music. Of course, picture B. Chắc chắn câu 5 chúng ta sẽ điền vào hình B, đúng không các bạn? Very good, rất tốt. Listen, I have a new MP3 player to listen to my music. Tôi có một chiếc máy MP3 mới để nghe các bài hát của mình. And now, let's check your answers again. How many sentences are you correct? Và một lần nữa, các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình. Các bạn làm đúng được bao nhiêu câu? You are well done. Các bạn làm rất tốt. Và đến đây là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau nhé. It's the end of our lesson today. See you next time. Goodbye.